cả nhà ơi, thì cái IMO4 của em ủ sau 24 giờ thì bây giờ em đã được cái IMO4 gốc rồi. Cái IMO4 gốc rồi thì bây giờ em sẽ đi bảo quản IMO4 gốc bằng cái cách là trộn cánh gạo đi phơi khô. Thì cả nhà chuẩn bị giùm em làm 4 lít IMO4 gốc thì cả nhà chuẩn bị cho em 6 kg cắm gạo nhé. 4 lít IMO4 gốc chuẩn bị 6 kg cắm gạo. Cắm gạo mình mua mấy ngoài mấy cái cửa hàng gạo cả nhà. Nhưng mà cả nhà chú ý giùm em là mua cái loại tốt á, cái loại mịn á, thì cái về cái quá trình nó lên men nó sẽ tốt hơn. Cái loại tốt loại mịn đó cả nhà, tôi thường mua là 8.000 ký. Thì tôi ủ, tôi đi từng lớp dần dần, hồi nãy giờ tôi đang làm nè. Ví dụ như tôi đi từng lớp dần dần, tôi đổ khoảng chừng 1/3 thùng, sau đó thì tôi đổ cái nước IMO4 vô. IMO4 gốc là em làm bằng chuối, bằng bằng men rượu, bằng men tiêu hóa và sữa chua cả nhà, xay nhuyễn lên em ủ 24 tiếng đồng hồ đó. Thì em làm từng lớp dần dần, ví dụ mình làm từng 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 lớp một cho nó đều chứ không có gì hết á. Là lúc đầu em làm ở lớp dưới cùng nè, sau đó thì em làm em trộn cho đều cho nhuyễn ra, sau đó thì em sẽ đổ thêm một lớp nữa và em trộn trộn cho đều, lấy tay trộn bóp cho nó đều cả nhà. Nếu mà có cái thùng to hơn thì tốt hơn, thùng to hơn thì mình đảo nó dễ hơn. Dưới đây nó cũng còn khá là ướt đó, mình đảo cho nó đều lên, đảo cho đều. Cũng lưu ý là mình không không đổ quá ướt trong quá trình mình làm á, thì mình cũng phải thử. Ví dụ như là bóp bóp mà nó nén lại như thế này, đừng có chèm bẹp ướt lắm là khi mình phơi lên á là nó bị vón cục, mà khô quá thì cái tỷ lệ lên men nó không có đảm bảo, nó không không có không có đạt. Thì mình làm sao mà khi mà mình vo mình nắm tay mình nắm lại mà nó vón lại như thế này là ổn ha. Nó như thế này là nó đã ổn rồi nè cả nhà, nó vừa đủ, không dư IMO mà cũng không 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 thiếu IMO ha. Là cái tỷ lệ nó là 1:4 lít IMO và 6 lít và 6 kg cánh gạo. Nay tôi còn ít tự ui da, trời, vội vàng làm chi, cứ từ từ mà làm á. Ở đây tôi còn một ít nữa nè, còn ít MO thì tôi đổ vào luôn. Bây giờ tôi lấy tay trộn thôi nha. Mình cứ đảo đều, lấy tay đảo. Trước khi mình làm thì mình phải rửa tay thật là sạch sẽ ha. Tay mình rửa cho sạch sẽ, dụng cụ của mình cũng phải thật là sạch sẽ. Và cái nguyên tắc là mình bây giờ mình bóp nát như thế này nè, bóp cho nó đều như thế này. Cái thùng nó hơi 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 nhỏ vậy hả, cái thùng này nó hơi nhỏ. Nếu mà cả nhà làm cái thùng to hơn một chút xíu thì vẫn tốt hơn, nó phải có cái không khí cho những cái con vi khuẩn này nó lên men, có cái không khí, cái khoảng không khí cho nó lên men. Cái thùng nó hơi chật một chút xíu xíu. Em quyết định là sang ra 2 cái thùng, tại vì nó đầy quá mình không đảo được, mình không đảo được, với lại nó không có không khí để cho quá trình nó lên men được tốt hơn. Thì em đã quyết định là đổ ra 2 cái thùng, mình đổ 2 cái thùng đó cả nhà, thấy không, cái gạo của em với lại cái IMO4 là cái tỷ lệ nó phải cân bằng với nhau, không phải là cân bằng mà nó phải tạo, sau khi mình bóp cho nát thì nó phải tạo ra một cái cái hỗn hợp, nó phải vừa vặn như thế này đó. Em bóp xong là nó nằm trong lòng bàn tay em như thế này, không quá ướt nha, không dính chảy nước và cũng không quá khô, không tạo độ chất dính được. Thì mình phải làm cho nó nát, trong quá trình mình làm phải làm cho nó nát, nó tơi ra thế này nè, thì phơi nó sẽ đảm bảo nó tơi ra thì nó sẽ đều đó, nó tơi ra thì nó sẽ đều, nó không bị vón cục. Vón cục thì nó sẽ lâu khô, lâu khô và nó lâu khô, cái thì khô trước cái thì khô sau, nó không khô nó không đẹp ha.
Thì đó, cái cách ủ IMO uống của em thì em chỉ cần trộn với cám gạo thôi, em để qua 24 giờ đồng hồ để im trong này, 24 giờ đồng hồ. Thì khi quá trình ủ á, cả nhà kiểm tra giờ để tới chiều, ví dụ như giờ tới sáng tới chiều cả nhà kiểm tra, thì mở ra cái thùng này nó rất là nóng, nó nóng phải trên 40 độ. Nó nóng ống phải, nói chung là khoảng tầm 40 độ đó. Nó quá trình nó lên men thì nó tầm 40 độ, và sau đúng một ngày sau thì cả nhà trải ra một cái bàn. Rải ra cái bàn. À, bàn mỏng, bẻ ra cái bàn, rải một lớp mỏng và chúng ta phơi khô, phơi đừng có phơi ánh nắng trực tiếp nha cả nhà. Thì cái nguyên tắc là tất cả những con vi khuẩn có lợi có hại đây, một cái chúng ta đem ra ngoài trời nắng thì nó sẽ chết sạch, nên là chúng ta phơi ở trong mát. Chúng ta phơi ở trong mát và chúng ta để khoảng tầm 2 ngày. Có ánh nắng nhẹ cũng được, nhưng mà cả nhà nếu mà phơi thì cả nhà nhớ phủ cho em một lớp vải mỏng để tránh trường hợp những con côn trùng nó bay vào, hoặc là ánh nắng trực tiếp thì sẽ chết men. Đó, chúng ta để 24 giờ đồng hồ và khô. Sau khi nó khô thì chúng ta cứ bỏ vào bịch ni lông hoặc là bỏ vào cái thùng này, chúng ta đậy lại là được rồi. Khi nào dùng thì chúng ta lại pha với tỷ lệ 1 IMO 4, 1 kg cám gạo đã ủ lên men này với 10 lít nước. Thì cứ như vậy là chúng ta cứ nhân bản vô hạn lên. Ví dụ như chúng ta ủ được 10 lít nước rồi thì chúng ta lấy 1 lít nước đó chúng ta trộn với 10 kg cám, với 1 lít nước đó, 4 lít nước đó trộn với 10 kg cám gạo. Và chúng ta cứ làm hoài. Cứ nhân bản vô hạn lên như vậy thì cái ưu điểm của IM4 này chúng ta có thể là nhân bản vô hạn lên. Nhưng mà cả nhà nhớ nha, chúng ta sử dụng trong vòng 1 năm, khoảng 1 năm thôi. Nhân đi nhân lại như vậy thôi chứ còn đừng có để lâu quá thì nó sẽ bị nhiễm khuẩn. Hoặc là chúng ta đi nhân lại nhiều lần quá thì trong cái quá trình chúng ta làm thì nó sẽ bị lẫn những cái con vi khuẩn có hại vào. Thì chúng ta ủ nó lên thì nó nhân sinh khối, nhưng con vi khuẩn có hại thì sẽ không tốt. Rồi, cả nhà thấy chưa? Đó. Chúng ta bên này cũng vậy nè, để là ủ cái làm nó cũng khá là ổn rồi nè. Nhưng ta đánh cả nhà nhớ đánh cho nó tơi ra nha. Đó, là chúng ta nắm là thử thử thành phẩm của chúng ta, vậy là ok rồi, vậy là tốt rồi đó cả nhà. Thế là cả nhà phơi, ví dụ như mà nắng yếu quá thì chúng ta có thể phơi 3 ngày, nhưng mà làm sao cho chỗ nào mà nó hanh nắng mà đừng có ánh nắng trực tiếp, chúng ta phơi 2 ngày, tầm 2 ngày, hơn 2 ngày là ổn ha. Rồi, anh chào cả nhà nha. Đơn giản, cả nhà chịu khó một chút xíu thì chúng ta làm IMO4. Đây là đạm cá nè, đạm trứng, đạm cá nè cả nhà nè, đạm cá nè, đạm trứng nè, dung dịch khử khuẩn trừ nấm nè, tất cả những cái này nó đều lên men rất là đẹp, mũi ra mở ra là thơm lừng mùi quế luôn, rất là đẹp luôn. À, đạm tay thuốc kích rễ kích chồi của em nó cũng lên men, nó tạo một lớp váng rất là đẹp luôn đó. Rồi, cái này là đạm trứng. Đạm trứng thì trong quá trình ủ đạm trứng thì cả nhà nhớ đậy cái nắp lại cho em như thế này nha. Đậy cái nắp lại để cho cái lớp trứng nó không nổi lên như này nè, nó cũng tan men rất là đẹp. Và đây là giải độc bằng nha đam. Giải độc bằng nha đam. Em cũng làm tất cả những cái này, trừ thuốc trừ sâu sinh học ra, tất cả những cái này em đều ứng dụng cái IMO4 này. À, em hòa lãng với 1 kg sấm gạo với 10 lít nước. Thì em cứ làm, em trộn với nguyên liệu thì em sau 3 ngày nó siêu nhanh luôn. Mình ủ có 3 ngày thôi là mình đã đạt được những cái dung dịch mà cung cấp dinh dưỡng và trừ nấm khuẩn hại cho cây như thế này. Em làm như thế này là xài nửa năm trời cả nhà không hết á. Rất là tiện lợi. À, cả nhà ha, em chào cả nhà, nhìn lại IMO4 của em trộn nè. Rất là chuẩn luôn. Trộn xong là nó phải khô ráo như thế này, nó rất là chuẩn luôn cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Bây giờ chúng ta chỉ còn đổ ra đi phơi thôi ha. Cái nhà mà để to quá là phơi nó sẽ lâu khô lắm, lâu khô và nó khô không đều. Rồi, em chúc cả nhà mình thành công nha. À cả nhà, cái này là sau khi em hòa lẫn IMO4 gốc với lại cám gạo và em đã bóp bóp mịn như thế này nha. Cái này là chút nữa mình phơi thì cái cục nào to to quá thì mình bóp nhuyễn nha. Và đây, sau khi em phơi 2 3 ngày 2 đêm, này em phơi 3 ngày 2 đêm mà nó khô cống như thế này là cả nhà. Không phải khô cống như thế này, mình phơi trong mát nha. Em thì em phơi trong mát và không có ánh nắng trực tiếp, ý là nó hanh nắng thôi, nó hanh nắng và em đậy một lớp vải mỏng lên đó. Em để mấy tháng trời mà nó vẫn như thế này nè, lông khô lông cống như thế này luôn. Và sau đó em có IMO4 khô rồi thì em đi ủ bằng phương pháp chiếc túi thần kỳ. Em lấy một cái ống quần giống dạng như ống quần cũ đó, em may cái đuôi lại và em bỏ IMO4 vào đây, em bỏ 1 kg IMO4 vào đây và em đổ 10 lít nước. Và hôm qua hôm kia giờ hôm hôm kia đến giờ em sử dụng
Hôm kia là sau sau nói chung là mình ủ sau một ngày, nói chung là ủ từ sáng chiều là sử dụng được rồi, 24 giờ đồng hồ thì nó sẽ lên men nhiều hơn. Và chúng ta lấy cái nước ủ trong cho mình ủ trong cái túi này rồi thì cái bã nó sẽ không bị ra ngoài. Thì em lấy em phun lan á cả nhà. Phun lan thì hôm nay còn như đây nè. Đó mình bỏ vô trong cái túi này và mình ủ thì nó không có bị cái bã, không có bị cái bã. Do đó là mình chỉ cần lấy cái nước này mình đi phun tỷ lệ là 1 ml nước đậm đặc này chia cho thêm 10 ml nước, có nghĩa là 1 lít IMO4 gốc này chúng ta pha được 10 lít. 10 lít dung dịch để đi phun lan ha. Đó, cái này phun có công dụng là nó khử khuẩn cho vườn lan nhà chúng ta nè. Rồi nó nói chung là cũng cung cấp dinh dưỡng nè, trừ diệt trừ nấm hại trên cây trồng nè. Và nó cũng nó là cái IMO4 nước này nó là cái nguyên liệu để chúng ta làm đạm cá, đạm trứng, dung dịch giải độc, kích rễ, kích chồi, kích hoa vân vân. Đó cả nhà thấy ha. Chúng ta ủ ra như vậy là chúng ta chắc nước chúng ta sử dụng thôi. Đây là IMO4 khô và đây là sau khi chúng ta đã ủ cái nước. Cả nhà thấy đơn giản không? Cả nhà nhớ làm nha.